Ui, xin chào các bác. Hôm nay tôi có ba cái máy câu cùng một model mới là cái máy câu Shimano Bantam. Tên rất là thú vị luôn, Bantam, bán tạm, bạn bận tâm. Đây. Thì đây là một trong những cái máy câu đầu tiên của Shimano sau 40 năm đã thay đổi lại một cái thiết kế hết sức đẹp. Tôi hôm cái mẫu máy này nó tương đương với cái máy câu Metanium, nhưng hôm trước tôi mua Metanium tôi dùng rồi. Thực sự với các bác là oánh sướng, sản xuất tại Nhật, thiết kế nhẹ, mọi thứ nó đẹp dã man luôn. Đây, quên mất, chúng ta sẽ có hai cái mẫu máy các bác nhé. Shimano Bantam thì sẽ có là tay trái tay phải, nhưng mà hiện tại chúng tôi chỉ làm cái tay trái, là tay quay bên trái này để anh em chơi dễ nhất mà quen thuộc nhất. Và cái cấu hình của nó thì sẽ khác nhau chỉ ở chế độ vòng tua là XG hoặc là HG. Đây, ví dụ như các bác nhìn này, HG này, HG left là HG bên tay trái này, XG thì cái này cũng là cái XG, người ta sẽ bỏ tạm sang đây đã, chỉ có unbox hai cái này thôi. Thú thực với các bác rằng là đối với những cái máy câu cao cấp ấy, khi mình cầm ấy, sẽ có một cái, nếu như anh em chơi từ những cái dòng máy thấp lên thì khi mở những cái dòng máy cao cấp rồi cầm thử, quay thử, ném thử thì sẽ thấy quả sao nó mượt thế, nó đẹp thế, cực ngon luôn, dễ nữa sử dụng. Và bên trong tất nhiên là cũng không có bao da bao giết gì đâu. Hôm trước tôi mua cái Metanium của tôi cũng không có cái gì đâu, tôi phải mua thêm một cái vỏ bọc máy câu ấy, các bác có thể vào phần phụ kiện hoặc là khi gọi điện đặt hàng chỗ mấy anh em bên Hoan Cam thì đây có cái dầu đi kèm nữa, là nhờ bán thêm một cái bảo vệ máy câu nữa nhá. Vì là những cái máy câu cao cấp ngon thế này thì mình cũng muốn là vừa chơi vừa giữ gìn nó thật nét. Đây là cái máy HG, và tôi cũng sẽ mở thêm cái bên cái XG nữa ra để anh em xem. Ra nó không khác sao gì đâu các bác, giống hệt nhau thôi, chỉ khác nhau về tỷ số chuyển động của bánh răng ấy. Hộp thì chỉ đơn giản thế thôi nhá, không có bao kèm gì cả. Đây là XG này. Đây, ta sẽ có hai cái máy XG và HG. Hoàn toàn về thiết kế bên ngoài thì nó chả có khác nhau gì, chỉ có khác nhau ở cái tỷ số chuyển động của bánh răng và cái số cái tên của sản phẩm model này này, cái HG, còn cái này là XG gắn ở trên vỏ máy. Và đặc biệt là máy câu này là sản xuất tại Nhật Bản. Đây các bác phải nhìn thấy lại ngay chỗ này, Japan. Trên vỏ của cái hộp cũng ghi sản xuất tại Nhật luôn, vỏ sản xuất tại Nhật rồi, in tại Nhật, máy sản xuất tại Nhật đây, made in Japan. Ok, vỏ tạm đây. Thì thú thực với các bác là cái máy câu này tôi unbox sau khi mà tôi đã dùng thử cái máy Metanium ấy. Metanium thì nó cao cấp hơn còn một tí thôi. Thế nhưng mà về một cái chung form thiết kế là tôi cực kỳ yêu thích những cái dòng máy mà thiết kế tinh xảo như này mà nhỏ gọn. Vì bàn tay tôi cũng khá nhỏ, thứ hai tôi ưa chuộng kiểu oánh của tôi là đơn giản và nó nhẹ nhàng, chứ nó tôi không oánh quá bạo lực. Nên những cái dòng máy này cực kỳ mà tôi thích và yêu ái. Thậm chí bây giờ tôi cũng thèm mua thêm một cái nữa như thế này. Bantam để hôm nào có dịp mình oánh thử, vì là con Metanium oánh rất mượt luôn các bác. Con Metanium tôi oánh vài trận rồi mà lên cá phồng phồng luôn. Khi mình ném mồi ra đã thấy nó mượt, thì cái con này nó cũng sẽ thế thôi. Các bác khi cầm vào quay thử này cảm thấy nó cực kỳ trơn tru và nó mềm mại khi mình thao tác ấy. Đây, còn thao tác của toàn bộ cái vỏ đây. Ở bên này là hệ thống phanh, nhìn cực đẹp các bác nhỉ. Hộp cái này, đây, ta có thể vặn cái này để thay đổi cái số phanh từ 1 cho đến trên này là 6, 1 là tối thiểu, 6 là tối đa. Đây, và tôi đặc biệt là thích cái nút xả spool này. Nó có một cái gì đấy nó gợn gợn lên ở đây, thì khi mình tay ướt mình bấm vào nó rất là chắc, nó không bị trượt. Còn quay sang bên này, cái tay quay này tôi cũng rất là thích cái dạng tay quay này. Tôi sở hữu hai cái máy quay ngang, máy câu ngang ấy. Hiện tại đến bây giờ hai máy câu, tôi chỉ có hai máy câu ngang thôi. Thì tôi sử dụng đều toàn những loại tay quay, tay nắm kiểu này, nhỏ nhỏ thế này thôi. Chứ tôi ít khi dùng tay to vì là mình có câu được cá to đâu. Nên là mình chỉ dùng những cái loại bé này thôi. Đây, drag cực đẹp quá. Thú thực là con này với con Metanium nó cũng xem ở cái phân khúc. Cái con Metanium thì nó giá cao hơn một tí thôi, nhưng mà về thiết kế cũng như là độ hoàn thiện là cũng đều như nhau. Còn một số công nghệ khác của Shimano đặt lên, tất cả những công nghệ của hãng thì xin vui lòng là truy cập trên website, nhưng đều được tích hợp trên những cái máy câu này. Rồi tôi gắn cái cây HG này lên cái cần. Đây là một cái cần mà tôi cũng vừa chuẩn bị mua để tặng cu Giang.
máy ngang, con trai tôi giờ thì cũng chơi máy ngang thành thục rồi, nên là bố mua cho thêm một cây máy ngang, một cây cần máy ngang, còn máy thì dùng lại cái máy của bố trước kia. Đây các bác khi nhìn gà nó lên máy này, nó đẹp thật sự luôn đấy, nó rất đẹp luôn, và thứ hai nên nó nhẹ, đồng thời là khi mình cầm lên thế này mình cảm giác mình cầm ấy, mình thao tác kể cả bắt chơi pitching các kiểu luôn là nó rất là uyển chuyển trên cái khung bàn tay. Những anh em nào có bàn tay nhỏ nhỏ gọn gọn như quả còi như của tôi này tức là chia sẻ thế đây, cực đẹp, cực gọn gàng đấy. Thì tôi xin phép unbox một cái mẫu máy câu Shimano Bantam, là một trong những dòng máy trung cao cấp, tiệm cận cao cấp của Shimano, và anh em dùng để đi câu lua, nước ngọt, nước lợ, tùy ý các bác nhá. Nào bác nào lấy cái cây máy này về lên hàng thì vui lòng đăng vào nhóm để khoe cùng anh em tôi nhá. Cực đẹp, giờ tôi xin phép chụp ít ảnh đã.